chiều nay tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra khai mạc triển lãm kỷ niệm và trải nghiệm 100 tác phẩm nghệ thuật từ họa sĩ Văn Chiến của Đại học Nguyễn Trãi. Các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của họa sĩ Văn Chiến sẽ được trưng bày tại đây từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Triển lãm kỷ niệm và trải nghiệm mang đến cho người xem 100 tác phẩm nghệ thuật từ họa sĩ tài ba Văn Chiến, trong đó có những tác phẩm sơn mài mang những dấu ấn phong cách riêng với một cá tính lạ và độc đáo như chợ quê, làng quê, Hà Nội phố, mong muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời, cảm nhận sâu sắc về giá trị nghệ thuật đương đại. Chị Huyền Châu, con gái của họa sĩ Văn Chiến đã đứng ra tổ chức sự kiện này. Các tác phẩm của họa sĩ Văn Chiến luôn gây ấn tượng vì sự đa dạng, sắc màu trong biểu cảm nghệ thuật. Mỗi bức vẽ đều là một câu chuyện riêng biệt, thể hiện tài năng và trí tưởng tượng phong phú của nghệ sĩ. Những hình ảnh quê hương, cuộc sống, con người vùng quê đồng bào Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc đều được khắc họa rõ nét qua những cây cọ của họa sĩ Văn Chiến. Những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ còn được thêm vào bộ sưu tập nghệ thuật của trường Đại học Nguyễn Trãi, góp phần làm phong phú thêm di sản văn hóa nghệ thuật của trường.